sân vận động lớn nhất ở 38 tỉnh của Indonesia hiện tại. Harapan Bangsa là sân vận động lớn nhất tỉnh Aceh. Nằm ở thành phố Bandar Aceh, sân vận động này được xây dựng từ năm 1991 đến 1997. Sức chứa của Harapan Bangsa là 18.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiraha Bandar Aceh. Hiện tại, sân vận động Harapan Bangsa đang được cải tạo để phục vụ tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2024. Sân vận động Kapten Iway Andipta là sân vận động lớn nhất tỉnh Bali. Nằm ở Blabatu, nhất chính Jaya, sân vận động này được xây dựng vào năm 2003. Sau đó được nâng cấp từ năm 2020 đến 2021 với kinh phí 152,9 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Kapten Iway Andipta là 15.860 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bali United. Sân vận động Bilitung Timur Pelangi là sân vận động lớn nhất quần đảo Bangka Belitung. Nằm ở quận Dama, nhất chính Đông Belitung, sân vận động này được khánh thành vào năm 2014. Sức chứa hiện tại của sân vận động Bilitung Timur Pelangi là 10.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PS Beltim. Sân vận động quốc tế Banten là sân vận động lớn nhất tỉnh Banten. Nằm ở Pabulan, thành phố Serang, sân vận động này được xây dựng từ năm 2020 đến 2022. Sức chứa của sân vận động quốc tế Banten là 30.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 874,3 tỷ rupiah. Sân vận động Semarang là sân vận động lớn nhất tỉnh Bengkulu. Nằm ở thành phố Bengkulu, sân vận động này được xây dựng từ năm 1970, sau đó được cải tạo lại vào năm 2019. Sức chứa hiện tại của sân vận động Semarang là 8.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bengkulu Putra và câu lạc bộ Benteng HB. Sân vận động Merdeka là sân vận động lớn nhất tỉnh Gorontalo. Nằm ở thành phố Gorontalo, lần gần nhất sân vận động này được cải tạo là vào năm 2023. Sức chứa hiện tại của sân vận động Merdeka là 6.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Raja Wali Sultan Gorontalo. Sân vận động quốc tế Jakarta là sân vận động lớn nhất đặc khu thủ đô Jakarta. Nằm ở Tanjung Priok, thành phố Bắc Jakarta, sân vận động này được xây dựng từ năm 2019 đến 2022. Sức chứa của sân vận động quốc tế Jakarta là 82.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 4.080 tỷ rupiah. Hiện tại, đây cũng là sân vận động lớn nhất Indonesia. Sân vận động Muara Tebo là sân vận động lớn nhất tỉnh Jambi. Nằm ở Trung Tebo, nhất chính Tebo, sân vận động này được xây dựng từ năm 2014 đến 2016. Sức chứa hiện tại của sân vận động Muara Tebo là 15.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 100 tỷ rupiah. Sân vận động Manahan là sân vận động lớn nhất tỉnh Trung Java. Nằm ở thành phố Surakarta, sân vận động này được xây dựng từ năm 1989 đến 1998. Sau đó được nâng cấp từ năm 2018 đến 2019 với kinh phí 301 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Manahan là 20.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persis Solo. Gelora Bung Tomo là sân vận động lớn nhất tỉnh Đông Java. Nằm ở thành phố Surabaya, sân vận động này được xây dựng từ năm 2008 đến 2010. Sức chứa của Gelora Bung Tomo là 45.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 500 tỷ rupiah và thêm 100 tỷ rupiah cho việc cải tạo sân vận động từ năm 2019 đến 2020 để đạt tiêu chuẩn của FIFA. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persebaya Surabaya.
Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Java. Nằm ở Zederbik, thành phố Bandung, sân vận động này được xây dựng từ năm 2009 đến 2013. Sức chứa của sân vận động Gelora Bandung Lautan Api là 38.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 545 tỷ rupiah. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persib Bandung. Sân vận động Toa Paho là sân vận động lớn nhất tỉnh Trung Kalimantan. Nằm ở thành phố Palangkaraya, sân vận động này được xây dựng vào đầu những năm 1980. Sau đó được cải tạo trong giai đoạn từ 2018 đến 2019 với kinh phí 13 tỷ rupiah. Sức chứa của Toa Paho là 10.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kanteng Putra. Sân vận động Batakan là sân vận động lớn nhất tỉnh Đông Kalimantan. Nằm ở quận Đông Balikpapan, thành phố Balikpapan, sân vận động này được xây dựng từ năm 2010 đến 2017. Sức chứa của sân vận động Batakan là 40.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 1.400 tỷ rupiah. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiba Balikpapan. Sân vận động Datu Adi là sân vận động lớn nhất tỉnh Bắc Kalimantan. Nằm ở thành phố Tarakan, sân vận động này có sức chứa 8.000 khán giả. Hiện tại, sân vận động Datu Adi là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PSTK Tarakan. Sân vận động Dimang Layman là sân vận động lớn nhất tỉnh Nam Kalimantan. Nằm ở quận Martapura, nhiếp chính Banja. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2013. Sức chứa của Dimang Layman là 15.000 khán giả. Chi phí xây dựng sân vận động là 90 tỷ rupiah. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Barito Putera. Sân vận động Sultan Sharif Abdurrahman là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Kalimantan. Nằm ở thành phố Pontianak, sân vận động này được xây dựng vào năm 1983. Sức chứa của Sultan Sharif Abdurrahman là 8.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persipong Pontianak. Sân vận động Sampa Pemuda là sân vận động lớn nhất tỉnh Lampung. Nằm ở thành phố Bandar Lampung, sân vận động này được cải tạo gần nhất vào năm 2019. Sức chứa hiện tại của sân vận động Sampa Pemuda là 10.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Badak Lampung. Sân vận động Gelora Kieraha là sân vận động lớn nhất tỉnh Bắc Maluku. Nằm ở thành phố Ternate, sân vận động này được mở cửa vào năm 1958. Thời điểm này nó đang được cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Maesa là 8.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Malut United. Sân vận động Mandala Rimahakarang Panjang là sân vận động lớn nhất tỉnh Maluku. Nằm ở quận Sirimau, thành phố Ambon, sân vận động này được xây dựng vào giữa những năm 1970. Sức chứa hiện tại của sân vận động Mandala Rimahakarang Panjang là 20.000 khán giả. Sân vận động Wepoy là sân vận động lớn nhất tỉnh Đông Nusa Tenggara. Nằm ở Ibobo, thành phố Kupang, sân vận động này mới được cải tạo từ năm 2021 đến 2022. Với kinh phí 40,6 tỷ rupiah, sức chứa hiện tại của sân vận động Wepoy là 8.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persekota Kupang. Sân vận động 17 tháng 12 là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Nusa Tenggara. Nằm ở thành phố Mataram, sức chứa hiện tại của sân vận động 17 tháng 12 là 8.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PS Mataram. Sân vận động Wania Imipi là sân vận động lớn nhất tỉnh Trung Papua. Nằm ở thành phố Timika, huyện Mimika,
Sân vận động này được nâng cấp vào năm 2022 với kinh phí 4,5 tỷ rupiah. Sức chứa hiện tại của sân vận động Wania Imipi là 5.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Uano Brothers. Sân vận động giáo dục Wamena là sân vận động lớn nhất tỉnh Cao Nguyên Papua. Nằm ở thị trấn Wamena, huyện Jayawijaya, sân vận động này ở độ cao 500m so với mực nước biển. Sức chứa hiện tại của sân vận động giáo dục Wamena là 5.000 khán giả. Sân vận động Katanpo là sân vận động lớn nhất tỉnh Nam Papua. Nằm ở Rimba Jaya, huyện Mezauke, sân vận động này được xây dựng từ năm 2002 đến 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Katanpo là 10.000 khán giả. Sân vận động Bavela là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Nam Papua. Nằm ở quận Tây Solong, thành phố Solong, sân vận động này được xây dựng từ năm 2021 đến 2022. Sức chứa hiện tại của sân vận động Bavela là 7.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 67 tỷ rupiah. Sân vận động 16 tháng 11 là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Papua. Nằm ở huyện Phách Phớt, sân vận động này được xây dựng vào năm 1958. Sau đó được nâng cấp vào năm 2008. Sức chứa hiện tại của sân vận động 16 tháng 11 là 5.000 khán giả. Sân vận động Lucas NMB là sân vận động lớn nhất tỉnh Papua. Nằm ở quận Đông Sentani, nhất chính Jayapura, sân vận động này được xây dựng từ năm 2016 đến 2020. Sức chứa của sân vận động Lucas NMB là 40.263 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 1.300 tỷ rupiah. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persipura Jayapura. Sân vận động chính Riau là sân vận động lớn nhất tỉnh Riau. Nằm ở thành phố Pekan Baru, sân vận động này được xây dựng từ năm 2009 đến 2012. Sức chứa của sân vận động chính Riau là 43.923 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 1.180 tỷ rupiah. Sân vận động Padang Perkasa là sân vận động lớn nhất quần đảo Riau. Nằm ở huyện Karimun, sức chứa hiện tại của sân vận động Padang Perkasa là 6.000 khán giả. Sân vận động Gawalise là sân vận động lớn nhất tỉnh Trung Sulawesi. Nằm ở thành phố Palu, sân vận động này được xây dựng vào năm 1990. Sức chứa hiện tại của sân vận động Gawalise là 8.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persipan Palu và Celebis FC Palu. Sân vận động Maesa là sân vận động lớn nhất tỉnh Bắc Sulawesi. Nằm ở thành phố Tondano, sức chứa hiện tại của sân vận động Maesa là 15.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Permin Minahasa. Sân vận động Gelora BJ Habibi là sân vận động lớn nhất tỉnh Nam Sulawesi. Nằm ở thành phố Paripe, sân vận động này được xây dựng vào năm 2001. Sau đó được nâng cấp từ năm 2014 đến 2015 với kinh phí 5 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Gelora BJ Habibi là 8.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PSM Makassar. Sân vận động Manakara là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Sulawesi. Nằm ở nhiếp chính Mamuju, lần gần nhất sân vận động này được cải tạo là vào giai đoạn từ năm 2022 đến 2023 với kinh phí 9,3 tỷ rupiah. Sức chứa hiện tại của sân vận động Manakara là 7.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá OTP 37. Sân vận động Baharuddin Siregar là sân vận động lớn nhất tỉnh Bắc Sumatra. Nằm ở Deli Serdang,
Sân vận động này được xây dựng từ năm 1968 đến 1971. Sức chứa hiện tại của sân vận động Baharuddin Siregha là 6.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PSDS Delhi Serdang. Sân vận động Gelora Sriwijaya là sân vận động lớn nhất tỉnh Nam Sumatra. Nằm ở Jakabaring Sports City, thành phố Palembang, sân vận động này được xây dựng từ năm 1998 đến 2004. Sau đó được cải tạo vào năm 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Gelora Sriwijaya là 23.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Sriwijaya. Sân vận động Moliwoma Dewa là sân vận động lớn nhất tỉnh Tây Java. Nằm ở Kota Baru, nhất chính Damasraya, sân vận động này được xây dựng vào năm 2014. Sức chứa hiện tại của sân vận động Moliwoma Dewa là 12.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PS Damasraya. Sân vận động Maguhazo là sân vận động lớn nhất đặc khu hành chính Yogyakarta. Nằm ở Depok, nhất chính Sleman, sân vận động này được xây dựng từ năm 2005 đến 2007. Sức chứa của sân vận động Maguhazo là 31.700 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 100 tỷ rupiah. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá PSS Sleman.